điều tra vụ bé gái ở Hà Nội nghi bị ông nội sát hại. Thai phụ trong vụ nổ ga ở thành phố Hồ Chí Minh bị bỏng 95%, không còn đo được tim thai. Sau bữa liên hoàn, hàng chục công nhân phải nhập viện cấp cứu. Israel nêu yêu sách với Mỹ để dừng tấn công ở Lebanon. Ngày 21 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một bé gái tử vong, nghi bị ông nội sát hại. Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 10, ông NVP, sinh năm 1970, trong lúc trông cháu gái hơn một tháng tuổi, bất ngờ dùng hung khí tấn công vào người cháu bé dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, ông P đã dùng dao nhọn để kết liễu cuộc đời. Tuy nhiên, mọi người phát hiện kịp thời nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết, ông P bị trầm cảm, hàng ngày vẫn thường xuyên trông nom cháu về nhà cửa. Hiện vụ việc đang được công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 21 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Minh, 52 tuổi, ngụ phương Tân Hội, thành phố Vĩnh Long để làm rõ hành vi phóng hỏa khiến bạn tử vong khi người này ném bỏ đầu cá lóc trong khi nhậu. Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Vĩnh Long tiếp nhận tin báo về việc phát hiện ông MVN, 68 tuổi, ngụ phường Tân Hội, bị bỏng nhiều chỗ trên cơ thể, nằm bất tỉnh trên tuyến đường bê tông trước nhà người dân ở khóm Tân Bình, phường Tân Hội. Công an thành phố Vĩnh Long đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Qua điều tra ban đầu, sáng ngày 19 tháng 10, ông N cùng một người khác nhậu tại nhà Nguyễn Hoàng Minh. Trong lúc đang nhậu đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ông N ném bỏ phần đầu cá lóc. Minh bực tức đuổi hai người bạn nhậu ra về, nhưng ông N không chịu về. Minh dùng mồi lửa từ lá chuối khô và các bẹ lá cao khô rồi ném vào người ông N. Khi ngọn lửa bốc cháy, Minh tiếp tục ném thêm nhiều bẹ cao khô vào người ông N làm ngọn lửa lớn hơn. Sau đó, Minh vào nhà đóng cửa để không bị người dân phát hiện. Đến lúc người dân trong xóm phát hiện thì ông N đã nằm bất tỉnh ven đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 20 tháng 10 đã tử vong. Thông tin từ Vietnamnet cho biết, sau 3 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, thai phụ là nạn nhân trong vụ nổ ga ở phòng trọ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng dài dặt. Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay ngày 21 tháng 10 cho biết, chị LTHC 33 tuổi, ngụ Đồng Nai là nạn nhân trong vụ nổ ga tại thành phố Thủ Đức vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa phòng tạo hình. Chị LTHC nhập viện vào sáng ngày 18 tháng 10 vừa qua trong tình trạng sốc bỏng nặng, mạch và huyết áp không đo được. Bệnh viện xác định chị C bỏng lửa ga 95% độ 23 40% độ 3 toàn thân, bệnh nhân đang mang thai 26 tuần, con thứ tư các bác sĩ khoa phòng tạo hình bệnh viện trợ đẩy đã phối hợp với bệnh viện Hùng Vương để điều trị bỏng và các vấn đề sản khoa cho thai phụ. Tuy nhiên, đến chiều ngày 21 tháng 10, tim thai của em bé đã không còn đo được. Ekip điều trị đang nỗ lực cứu người mẹ nhưng tiên lượng rất dè dặt. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 10, một tiếng nổ lớn vang lên tại phòng trọ trong con hẻm trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Khi người dân chạy tới thì thấy chị xe bị bỏng nặng, quần áo bị cháy. Nạn nhân lập tức được đưa tới Bệnh viện thành phố Thủ Đức để cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện trở đẩy. Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ nổ được xác định có thể là do dò dì khí ở hầm Bioga nằm dưới nền phòng trọ. Thời điểm xảy ra tai nạn, chồng chị xe đang đi làm tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thông tin từ báo đời sống và pháp luật cho biết, vụ việc một người đàn ông tử vong tại phòng tập gym ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã gây xôn xao dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn cho khách hàng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đã có biểu hiện bất thường khi đang chạy trên máy và sau đó không qua khỏi dù được sơ cứu. Vậy trong trường hợp này, trách nhiệm của doanh nghiệp đến đâu và khi nào được xem là tai nạn ngoài ý muốn? trao đổi với chúng tôi luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có phân tích dưới góc độ pháp lý về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Theo luật sư Diệp Năng Bình, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ theo thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể dục thể hình và fitness. Theo đó, thông tư đặt ra các quy chuẩn cho phòng tập bao gồm phòng tập luyện diện tích ít nhất là 60 m2, khoảng cách từ sàn đến trần ít nhất là 2,8 m, không gian tập luyện phải đảm bảo thông thoáng, khoảng cách giữa các trang thiết bị tập luyện đảm bảo từ 10 cm đến 30 cm ánh sáng từ 150 lux trở lên, hệ thống âm thanh trong tình trạng hoạt động tốt, có khu vực vệ sinh thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập, có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế. Nội quy phòng tập bao gồm những nội dung chủ yếu sau: giờ tập luyện, đối tượng tham gia tập luyện, các đối tượng không được tham gia tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện luật sư bình nhấn mạnh các quy định trên đặt ra nhằm đảm bảo cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn an toàn và có đủ nhân viên y tế được đào tạo để xử lý các tình huống khẩn cấp nếu có bằng chứng cho thấy cơ sở vật chất hoặc là dịch vụ y tế không đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý ví dụ nếu thiết bị tập luyện bị hỏng hóc hoặc không được bảo trì đúng cách dẫn đến tai nạn doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm nếu kinh doanh tập gym mà không đảm bảo yêu cầu trang thiết bị phục vụ tập luyện sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng và có thể bị đình chỉ hoạt động thể thao có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. Theo Điều 18 Nghị định 46-2019 NDCP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân nếu tử vong do lỗi của doanh nghiệp theo điều 13, điều 584 Bộ luật dân sự 2015. Trách nhiệm bồi thường này không chỉ dừng lại ở việc đền bù tài chính mà còn bao gồm việc hỗ trợ tinh thần cho gia đình nạn nhân. Trong trường hợp này, nếu kết luận điều tra cho thấy doanh nghiệp không có nhân viên y tế kịp thời hoặc nhân viên không được đào tạo đầy đủ, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường. Trường hợp nếu nhân viên tại phòng tập biết nạn nhân có vấn đề về sức khỏe nhưng không đưa đến bệnh viện kịp thời thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Diệp Năng Bình phân tích theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội không cứu người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp tử vong tại phòng tập gym đều do lỗi của doanh nghiệp. Có những trường hợp được xem là tai nạn ngoài ý muốn nếu không có bằng chứng cho thấy doanh nghiệp vi phạm các quy định an toàn hoặc có lỗi trong việc cung cấp dịch vụ. Ví dụ, nếu nạn nhân có tiền sự bệnh lý mà không khai báo hoặc là sự cố xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng, doanh nghiệp có thể không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trong những trường hợp này, việc xác định trách nhiệm của doanh nghiệp cần dựa trên các bằng chứng cụ thể và quy định pháp luật hiện hành. Chuyên gia nhấn mạnh, như vậy trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp khách hàng tử vong khi sử dụng dịch vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cơ sở vật chất, dịch vụ y tế. Doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và có đủ nhân viên y tế được đào tạo để xử lý các tình huống khẩn cấp. Nếu có bằng chứng cho thấy doanh nghiệp vi phạm các quy định này, họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Ngược lại, nếu tử vong do nguyên nhân bất khả kháng hoặc là không có lỗi của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Theo báo Dân Việt, Nguyễn Văn Trí Thiện và bé M, sinh năm 2012, cùng chú tại huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang, có quen nhau qua mạng xã hội và phát sinh tình cảm yêu đương. Trong một lần cùng nhau nhậu say, Thiện đã phát sinh chuyện bậy với M. Sáng ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trợ Mới An Giang cho biết đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Trí Thiện, sinh năm 2006, cư trú tại xã Long Điền B, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang, về tội xâm phạm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 9 năm 2024, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Chí Thiện và M, sinh năm 2012, cư trú huyện Trợ Mới, nhắn tin qua lại thông qua mạng xã hội và phát sinh tình cảm yêu đương với nhau. Khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 9, Thiện và M rủ nhau đi nhậu cùng với một số người bạn tại khu vực xã Long Kiến, huyện Trợ Mới. Sau tình nhậu, do M không chịu về nhà nên Thiện chờ M về nhà mình ngủ qua đêm tại đây thiện đã giờ trò đôi bại với mờ mặc dù biết mờ còn nhỏ tuổi sáng ngày 26 tháng 9 thiện đưa mờ về nhà hành vi của thiện sau đó bị người nhà của mờ phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của thiện đến cơ quan chức năng hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ theo báo Công Thương, vào ngày 21 tháng 10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã mời hai học sinh cấp 3 ở huyện Bắc Quang lên làm việc sau thông tin đi xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm. Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh nhóm ba người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe, gây xôn xao và bức xúc đối với dư luận địa phương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, ngày 20 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bắc Quang đã phối hợp với công an xã Vĩnh Hảo nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bước đầu xác định, 3 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông với hành vi điều khiển xe mô tô hai bánh bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm xảy ra tại km 72 quốc lộ 2 Hà Giang Tuyên Quang thuộc thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang. Trong số những người vi phạm có Đặng Duy lờ và Phạm Khánh Nở, cả hai đều là học sinh trường trung học phổ thông Hùng An. Trường hợp còn lại là bàn Quang Hát ở xã Vĩnh Hảo, Bắc Quang, Hà Giang. Hiện Công an huyện Bắc Quang đang hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với gia đình nhà trường để gian đe giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thông tin từ báo lao động cho biết, ngày 21 tháng 10, theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tại dự án khai thác mỏ Dương Huy vừa xảy ra vụ tai nạn lao động là một công nhân tử vong. Vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 21 tháng 10 năm 2024, tại lò giếng phụ trục tải 98 trên 250 thuộc dự án khai thác mỏ Dương Huy do phân xưởng đào lò 3 công ty xây lắp mỏ TKV thi công đã xảy ra một vụ tai nạn lao động. Vụ tai nạn đã khiến anh Phứ AS sinh năm 1994, trú tại xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, tử vong. Anh S là công nhân khai thác hầm lò bậc 1 trên 5, có vợ và ba con nhỏ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh S đang di chuyển xuống gương lò để thực hiện công việc của mình thì không may va chạm với băng tải B800 dẫn đến tai nạn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Theo báo nhân dân cho biết, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong vòng 12 giờ qua, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa mưa to đến rất to, như là Xuân Bình Thanh Hóa 108 mm, Khe Lá Nghệ An 138 mm, Sơn Kim 1 Hà Tĩnh 119,8 mm, Vạn Ninh Quảng Bình 166 mm, Trung Sơn Quảng Trị 171 mm, vườn quốc gia Bạch Mã Thừa Thiên Huế 287 mm. Hòa Phú Thánh Đà Nẵng 96,8 mm, Tam Trà Quảng Nam 189 mm, Đức Phong Quảng Ngãi 164,2 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các chuyên gia nhận định mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh trên, trong vòng 3 tới 6 giờ tới, được dự báo tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 20 tới 40 mm, có nơi trên 80 mm. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 30 tới 60 mm, có nơi trên 100 mm. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi, lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như là mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc là suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc là âm thanh lạ trong lòng đất, vân vân khi thấy các dấu hiệu trên người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí an toàn hơn ngoài ra để phòng tránh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực trên trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đề nghị cơ quan chức năng tại các địa phương trên lưu ý ra soát các điểm ngẽn dòng các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh ứng phó theo báo Việt Nam Plus, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Bắc Giang, sáng ngày 21 tháng 10, hàng chục công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Xin Sung Vina tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài nhiều lần, chóng mặt, sốt, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Đa khoa Tân Dân để cấp cứu điều trị. Tính đến 11 giờ 15 phút ngày 21 tháng 10, có 46 công nhân lao động đang điều trị tại các bệnh viện. Chị Hoàng Thị Thu là công nhân công ty đang điều trị tại khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết. Trưa ngày 20 tháng 10, chị ăn liên hoan tại công ty. Buổi tối cùng ngày, chị ăn cơm ở nhà. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 10, chị đau bụng quằn quại đi ngoài nhiều lần. Gia đình có mua thuốc tiêu chảy cho chị uống nhưng không đỡ nên đã đưa chị vào viện cấp cứu. Cả nhà chị đều không ai bị triệu chứng giống như chị. Theo đại diện khoa nội tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm hiện tại, khoa đang tiếp nhận điều trị cho 25 bệnh nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinsung Vina. Các nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn đi ngoài nhiều lần, chóng mặt, một số người thì bị sốt. Hiện các nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn SinSong Vina, vân vân, điều tra thu thập thông tin về cơ sở thực phẩm cung cấp bữa ăn trưa 20 tháng 10 và đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo hợp đồng ký kết giữa các đơn vị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu bệnh phẩm để kiểm nghiệm tìm căn nguyên. Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh Phòng Y tế thành phố Bắc Giang đang điều tra lấy mẫu thức ăn lưu nếu có. Trưa ngày 20 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Trung Vina có địa chỉ tại khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, tổ chức bữa tiệc liên hoan cho công nhân. Công ty có thuê doanh nghiệp khác để chế biến và tổ chức ăn uống tại sân bóng Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang với 1.160 người tham gia. Bữa ăn gồm các món: súp hải sản, tôm sú hấp nước dừa, bê tái chanh, mực chiên bơ, gà nướng mật ong, cá lăng nướng giềng mẻ kèm rau cuốn, nem hải sản kem bơ, canh cá lăng nấu chua, miến xào hải sản, sườn nướng BBQ, salad rau củ quả nước mẻ, nộm hoa chuối tai heo, phở cuốn tôm thịt, cơm trắng, nho trắng miệng, Pepsi. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, Israel trao cho, cho Mỹ một tài liệu từ tuần trước, đến nêu điều kiện chấp thuận giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự ở Lebanon. Israel đòi hỏi lực lượng phòng vệ IDF của họ phải được tham gia thực thi pháp luật chủ động để bảo đảm Hezbollah không tái vũ trang và tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới với Israel. Một quan chức Israel nói với Axios. Cũng theo bài báo, Israel còn đòi để không quân của họ tự do hoạt động trong không phận của Lebanon. Một quan chức Mỹ nói với Asios rằng khó có khả năng Lebanon và cộng đồng quốc tế sẽ đồng ý với các điều kiện của Israel. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quân đội Mỹ khẩn trương đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến đến Israel và đã đặt vào vị trí trực chiến. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, sẽ bổ sung thêm cho hệ thống phòng thủ nhiều lớp vốn đã cực kỳ hiệu quả của Israel. Ông Austin nói với các phóng viên trước khi đến Ukraine vào ngày 21 tháng 10, THAAD đã được đặt vào vị trí. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc triển khai hệ thống THAAD cùng với khoảng 100.000 binh lính Mỹ sẽ giúp bảo vệ Israel trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị biện pháp trả đũa Iran vụ phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào ngày 1 tháng 10. Washington kêu gọi đồng minh thận trọng khi đáp trả Tehran để tránh châm ngòi cho cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Tổng thống Biden công khai phản đối Israel tấn công các cơ sở hạt nhân và bày tỏ lo ngại việc Israel tấn công hạ tầng năng lượng của Iran. Thông tin từ báo VOV cho biết, bà Kamala Harris bước vào tháng cuối của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ với mức chi tiêu vượt xa đối thủ Donald Trump. Cả hai ứng viên đều đã chi hàng chục triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trên truyền hình. Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang bám đuổi sát nút trong các cuộc thăm dò ở cả cấp quốc gia và các bang chiến trường có thể quyết định người chiến thắng. Phó tổng thống Kamala Harris đã tạo dựng được lợi thế tài chính đáng kể sau khi chính thức trở thành ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ hồi tháng 7 vừa qua. Theo thông tin được gửi tới Ủy ban bầu cử Liên bang, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết đã chi 270 triệu đô la Mỹ trong tháng 9 vừa qua, chủ yếu là cho quảng cáo cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã chi tổng cộng là 78 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trong cùng thời điểm. Độ chịu chi lớn hơn đang giúp bà Kamala Harris phủ sóng rộng rãi trên truyền hình trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, điều này có thể không quyết định chiến thắng. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton mặc dù gây quỹ được ít tiền hơn so với ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Trong những tháng gần đây, bà Kamala Harris đã huy động được nhiều tiền hơn ông Donald Trump, chủ yếu từ các nhà tài trợ nhỏ với 222 triệu đô la Mỹ trong tháng 9 so với 63 triệu đô la Mỹ của đối thủ. Tuy nhiên, những người ủng hộ giàu có của ông Donald Trump, trong đó có tỷ phú Elon Musk, đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào các nhóm liên minh với cựu tổng thống. Theo hồ sơ riêng gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang, một trong những nhóm đồng minh lớn nhất của cựu Tổng thống cho biết đã nhận được khoản đóng góp 25 triệu đô la Mỹ vào tháng 9 từ tỷ phú bảo thủ là Timothy Mellon. Theo tờ Militani, tiểu đoàn Achilles của Ukraine cho biết 17 thiết bị quân sự của Nga đã bị các UAV Ukraine tấn công và phá hủy gần các khu định cơ Pichane, Grup Kipka, Grup và Kolis Quân đội Ukraine thông báo đối phương đã lợi dụng mưa kéo dài để cố gắng đột phá đến sông Oskin nhằm giành quyền kiểm soát giao lộ và cắt đứt đầu cầu của chúng tôi ở bờ cháy. Trong đoạn video ghi lại cảnh càn cả đường đột phá của Nga, các UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine đã phá hủy 8 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và 3 xe tăng T-80BV, cũng như làm hư hại 6 xe chiến đấu bộ binh khác và tiêu diệt 21 binh sĩ Nga, làm 26 người khác bị thương. Hồi tháng 9, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Pichane ở vùng Kharkiv và bắt đầu tiến về sông Oskin. Trong khi đó, làng Krup Liakipka, một địa điểm xảy ra giao tranh trong video, là ngôi làng cuối cùng trên đường quân đội Nga tiến đến sông Oskin. Ngôi làng này nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine. Một thời gian dài sau cuộc phản công vào năm 2022, Phía Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi thành công quân đội Nga khỏi ngoại ô làng lyakivka thời gian gần đây cũng như bắt giữ một số binh sĩ Nga.